sáng. Giờ địa phương ở Dubai thì Nguyên đang ở trong phòng lounge, phòng đợi để mình transit, mình chuyển máy bay để bay qua Pháp, qua sân bay Charles de Gaulle. Thì đây là cái chuyến đi Pháp đầu tiên sau mùa dịch của Nguyên. Mà không hiểu lý do tại sao mà Nguyên thấy hồi hộp luôn á. 3 năm rồi Nguyên chưa gặp bà. Thì tí nữa ba Nguyên sẽ đón Nguyên ở sân bay. Bây giờ Nguyên đang rất là mệt, Nguyên buồn ngủ. Tại vì ngủ được có mấy tiếng thôi. Nguyên có đem theo cái cleansing wipe, cái này Nguyên mua ở Muji. Sẽ lau sơ mặt lại rồi bắt đầu mình reapply kem dưỡng da. Tại vì bây giờ nó không có dưỡng, nó chỉ là dầu có mặt thôi. Với lại Nguyên có lấy một cái ly nước củ dền uống cho nó mát. Chẳng thèm khóc gì hết. Mẹ ơi, ba nói tháng 12 ba về kìa. Ba đang đợi mẹ mua vé. C'est plus petit? Oui. Il ne faut pas dépasser combien déjà par 24 heures? Super, super. Qu'est-ce que je pourrais commander? Bây giờ là gần 10 giờ tối ở bên Pháp. Nãy giờ Nguyên buồn ngủ, kiểu hôm nay plan rất là nhiều nhưng mà tại vì quá đau đầu, Nguyên bị migraine, bị đau nửa đầu và bị cái này nó kiểu nó theo mùa hay như thế nào hay hoặc là đi máy bay Nguyên quá mệt thì Nguyên đau quá cho nên là quyết định là về nghỉ. Mà ba Nguyên không có cho Nguyên ngủ liền tại vì sợ nếu mà ngủ sớm quá thì trái múi giờ nó sẽ không có cải thiện được, mình cứ phải ngủ thì cái giờ đó hoài, cho nên đang ráng thức đến cả 10 giờ 10 rưỡi. Ngủ là ok. Thì cái chuyến đi Pháp lần này Nguyên đi ngắn ngày lắm, kiểu chưa có kịp kiểu làm quen với múi giờ là sẽ phải đi về rồi, thì còn công việc ở Việt Nam. Cái lý do chính để Nguyên qua Pháp lần này là Kilian Paris có mời Nguyên qua đây dự một cái buổi tiệc, và đó là lý do mà Nguyên đi vào trong cái khoảng thời gian này, chứ thật sự là không có định đi vào cái khoảng này tại vì cái khoảng này là cái khoảng đắt và đông nhất của Pháp, tại vì đây là cái tuần lễ Paris Fashion Week, lễ thời trang, cho mọi thứ nó đắt đỏ hơn nhiều cái cả với máy bay. Nhưng mà tại vì là được tài trợ qua đây, Kilian Paris sẽ chi trả hết Airbnb cũng như là đưa đón, phương tiện, make up, cho nên là Nguyên qua đây. Và tối nay thì Nguyên ở bên nhà ba của Nguyên, ngày mai thì Nguyên sẽ di chuyển sang Airbnb của Kilian. Sẵn tiện thì cái chuyến đi này Nguyên đi thăm gia đình và bà nội vừa mới mổ mắt nữa, cho nên là sẵn tiện Nguyên cũng ghé thăm nội luôn. Nãy thì Nguyên có uống một cái liều thuốc đau đầu, ở bên đây chỉ có cái đó nó mới trị được cái đau đầu của Nguyên thôi. Và bây giờ nó ổn hơn rất là nhiều, trộm vía. Bây giờ Nguyên sẽ ráng Nguyên ngủ thiệt là ngon để ngày mai mình di chuyển đồ hết qua bên Airbnb kia.
Wings thì Nguyên quay trở về nhà để pack hết hành lý. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên Airbnb. Chiếc váy mà By Kilian Paris với lại Care Concept mới gửi qua cho Nguyên sáng ngày hôm nay. Thì tối nay Nguyên sẽ mang với cái đôi này Nguyên đem theo từ Việt Nam qua. Thì chiếc váy này là của hiệu Eco. Thì cái hiệu này đây là lần đầu tiên Nguyên biết, nhưng mà ba Nguyên nói là hiệu này rất là nổi bên Pháp. Và chiếc váy này cũng khá là đắt đó, cho nên Nguyên cảm ơn Kilian rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thì Nguyên không có plan đi đâu hết, tại vì Nguyên muốn dành cả buổi sáng ngày hôm nay để catch up với lại một số công việc trên laptop, cho nên là không có hẹn ba đi đâu hết. Bây giờ Nguyên sẽ ra ngoài để đi ăn trưa rồi mình sẽ về làm việc. Rồi tối tới thì các anh makeup artist và photographer sẽ đến đây, rồi mình sẽ đi tới buổi tiệc của Kilian Paris chung với nhau. Tại vì là không có lịch gì hết cho nên Nguyên không có makeup. Nguyên đeo mắt kiến cho mắt Nguyên nó nghỉ mệt một xíu, tại vì Nguyên mà đeo len quá lâu hay là quá nhiều trong một ngày á là mắt sẽ đỏ, giác mạc Nguyên hơi yếu. Với lại Nguyên cũng định ra Monoprix để mua một vài món đồ linh tinh. Tại vì hồi trước Nguyên có muốn mua những cái gì mà kiểu lặt vặt, kiểu quần lót hay là khăn này nọ là Nguyên hay qua bên đó mua đó. Bây giờ mình sẽ đi bộ ra từ cái tiệm đó. Đến ready to go. Mắc cười lắm. Hôm qua Nguyên có gặp bà nội ông nội này đúng không? Xong rồi tối đó Nguyên có đi ăn với lại Nguyên tối Nguyên ăn barbecue với lại chị của Nguyên với lại bạn trai của chị Nguyên. Thì câu đầu tiên mọi người gặp, mọi người nói Nguyên là trời sao Nguyên đẹp, đẹp hơn hồi xưa nhiều. Thì cái câu đầu tiên mọi người nói khi mà gặp Nguyên đó là trời ơi sao mà hiện nay đẹp quá vậy. Thì chắc hồi xưa xấu dữ lắm, chắc hồi nhỏ xấu lắm luôn á. Thế là bây giờ mọi người ngạc nhiên như vậy. Let's go. My outfit of the day. Hầu hết tất cả các apartment ở bên Pháp á, kiểu nó rất là kiểu decent và kiểu tử tế nhất luôn á, thì lúc nào cũng sẽ phải đi bộ như này, không có thang máy. Và kiểu như vậy thì nó nhắc Nguyên tới cái phim Emily in Paris. Nhưng mà xu một cái là Nguyên không có một cái anh hàng xóm nào đẹp trai qua gõ cửa. Ghé Monoprix để mua cái robe kiểu mùa đông ở đây mà rất là thoải mái luôn. Mà ở Việt Nam Nguyên mua cái robe này cái mục đích là để mỗi lần Nguyên make up á, Nguyên make up rất là nhiều, mà kiểu make up xong thì thường hay Nguyên hay mặc cái áo thun ở nhà thì make up xong mình tháo thun ra sẽ hư tóc hư make up hết. Cho nên là trước khi mà mình làm make up thì Nguyên sẽ mặc những cái robe giống vậy vô, rồi khi mà make up xong mình tháo cái robe ra và mình mặc trang phục thì nó dễ hơn rất là nhiều. Thì Nguyên mua cái robe này trong Monoprix và mua thêm hai cây chì kẻ môi, một cái màu nude và một cái màu nude hồng đất. Hai cây này cũng rẻ lắm, một cây này hình như là 7 euro.
Con thấy là khá rẻ và nãy mình test thử đến tay thì con thấy cũng ok. Với lại cũng có một cái đôi hoop earrings. Cái này là hoop earring nhưng mà nó hình vuông. Với lại cũng có ghế gallery Lafayette để mua một vài món quà tặng nữa. Thì nguyên cả buổi này chỉ là đi bộ thôi á. Mình làm việc một xíu. Và tí nữa anh Cường make up sẽ tới. Make up mình đi, tiệc đêm. Hello. Chào My. Dạ, anh make up. Đúng rồi, dạ. Anh là Cường. Dạ. Con này là bạn. Bạn chụp ảnh. À, bạn là Liên chụp ảnh. Okay. Em đang uống gì chưa? Dạ, em đang và thấy như vậy là ok rồi. Con đang ngồi giữa. Dạ, ok. Ngồi đây nha. Dạ. Bây giờ 8:30, sáng nay là 7 giờ Nguyên dậy rồi. Tại vì sáng ngày hôm nay mình phải đi cái lâu đài và sai để quay phim. Thì tí nữa Nguyên sẽ gặp anh Flying Andrew ở đó để mình quay một cái fashion reel. Và kiểu Nguyên thích cái này lắm luôn. Cái này tiếng Anh gọi là cái rope, nhưng mà tiếng Việt dịch ra cái rope là cái đầm. Mà cái này cũng thấy giống cái khăn choàng đó. Đúng rồi, kiểu khăn choàng. Tại sao Nguyên lại không biết mà mua nó sớm hơn? Kiểu đúng ấm mà đúng tiện luôn. Ba xảo à, tháng 12 gặp ba. Gái đi bình an nha. Bye bye. Ừ.
Ba về tới nhà ba nhắn con nha. Ok, được. Bye bye. Con về tới ngày mai con cho mong cái tin nhắn nha. Bye bye, giờ cẩn thận. Bye bye.